Vâng, mẫu xe VIP hạng sang dành cho người nghèo đây các bác ơi. Xe chạy cực kỳ sướng luôn và trang bị thì rất là hiện đại, tiện nghi, an toàn. Mà là số tự động luôn, phân khúc hạng D luôn. Lúc mới chiếc xe này thì nó rất là nhiều tiền các bác nhá. Phải là đại gia mới mua được. Và bây giờ đây đi ạ, thì các bác bỏ ra chưa tới 100 triệu đồng thì đã có thể sở hữu ngay chiếc xe này rồi các bác ạ. Đây, đây là nội thất bên trong của chiếc xe mà em đang muốn giới thiệu tới toàn thể các bác. Gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn các bác nhá. Đây là hệ thống kính chỉnh điện, kính một chạm auto luôn. Và cốp của xe được ấn mở bằng điện luôn. Loa âm thanh nghe hay tuyệt vời. Táp ly táp nô của xe bằng chất liệu da. Đấy, da đây các bác nhá. Và ghế của xe đấy ạ, các bác nhìn này, được trang bị là ghế điện luôn. Và những cái khóa cửa các bác nhìn này, đấy, sáng vàng ươm đúng không ạ. Cột kèo zin, xe không lỗi các bác nhá. Đấy, ghế của xe vẫn còn đẹp. Và đã được lót thêm một bộ áo ghế đây rồi. Đấy, có là đây là gương chỉnh điện đây các bác này. Đây, cửa gió đây, điều hòa lóng lạnh xe vẫn còn đầy đủ các bác nhá. Vẫn còn số điện thoại, còn đây là vô lăng này. Vô lăng 4 chấu, tuy nhiên toàn nằm ở giữa, có phím điều khiển được làm ở bên cạnh. Đấy, vô lăng của xe vẫn còn khá là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, vô lăng của xe vẫn còn khá là đẹp và mới luôn này. Đấy, và đã có màn hình giải trí Android cỡ lớn rồi đây các bác này. Đấy, có cả camera lùi luôn các bác nhá. Và điều hòa của xe là điều hòa auto luôn đây. Điều hòa auto luôn chứ không phải là điều hòa cơ vặn bằng điện thường các bác nhá. Và cần số tự động zích zắc đây, cần số tự động đây các bác nhá. Ở chỗ này có một cái cổng điện ra 12V này. Và chỗ này là chỗ để cho mình gạt tàn thuốc lá này. Đây được đồ này. Còn đây là tì tay này. Đấy các bác nhá. Đấy, còn đây là táp lô. Táp lô này đấy ạ, thiết kế bằng chất liệu da bọc bên ngoài các bác nhá. Còn đây, chỗ này là có một cái túi khí an toàn các bác nhá. Đấy, và thiết kế có thêm những cái viền. Đấy, nhìn rất là sang trọng đây rồi. Đấy, và đây cái thiết kế có một cái cốp này, cốp đựng đồ này. Và đăng kiểm của xe đến tháng 8 nhá, tháng 8 2023 hết các bác nhá. Đấy, chân của xe thì được bọc ni lông rồi, bên trong bằng chất liệu lý và lý của xe vẫn còn khá là mới luôn. Ô tô năm nay quá rẻ các bác ạ. Ô tô năm nay quá rẻ luôn, một chiếc xe đẹp long lanh như thế này. Chất lượng cao như thế này mà giá thì các bác thấy không ạ? Quá rẻ đúng không ạ? Đấy, và sàn đây các bác này. Đấy, sàn da có lót thảm trải sàn ở trên rồi các bác nhá. Đấy, khung của tôn của xe thì rất là đẹp luôn, không hề là mục bọt này và không bị tai nạn, không bị đâm đụng này. Rồi tất nhiên là không bị ngập nước các bác nhá. Bên ngoài đấy ạ, thì đối với chiếc xe VIP này nó được thiết kế, các bác nhìn xem, na răng đúc nguyên bản theo xe, có phanh đĩa, có phanh ABS, các thứ đầy đủ đàng hoàng. Và lốp của xe thì vẫn còn tương đối là dày, sơn xi bóng mượt cả con các bác nhá. Bên em cũng đã tỉa sơn rồi. Đấy, và đèn pha của xe vẫn còn tương đối là mới và có quả bi cầu được làm bên trong. Đấy, có cảm biến chống va chạm được làm ở bên phần trên đầu này các bác nhá. Biển 50Z. Đấy, biển Sài Gòn luôn. Và giấy tờ đầy đủ. Đấy, các bác mình cứ hết đăng kiểm là mình cho đi đăng kiểm là dùng được bình thường thôi các bác nhá. Và mặt nạ cao lăng của xe đây, ốp lốp có thứ đầy đủ này, rất sáng bóng này, sơn xi bóng mượt này. Một chiếc xe ô tô trang bị hiện đại như thế này, đẹp như thế này, chất như thế này mà giá đấy ạ, tổng chi các bác bỏ ra như vậy thôi, quá là rẻ luôn đúng không ạ? Rẻ như kiểu xe máy rồi. Đấy, rẻ như cho rồi. Đúng không ạ? Các bác có biết không, nhiều con xe đời cao bây giờ thôi, nguyên cái cặp, nguyên mỗi cái đèn pha của nó thôi, nguyên mỗi cái đèn pha thôi cũng đã lên đến cả 100 triệu rồi. Đúng không? Như là một số những mẹt S đi, mẹt S đời cao đi, mỗi cái đèn pha thôi cũng đã là hơn 100 triệu rồi. Đúng không? Các bác thấy không ạ? Đấy, thế mới biết là con xe này nó rẻ như thế nào. Đúng không? Đây, xe đang chạy rất là ngon các bác nhá. Đấy, bao cho các bác chạy Nam Bắc luôn. Máy số của xe khỏi phải bàn luôn rồi. Nội ngoại thất của xe rất là tươi mới các bác nhá. Xe chở được 5 người, đấy là theo quy định. Còn nếu mà các bác đông người mình có thể là ngồi lên cả chục người cũng vẫn rất ok nó nhá, không vấn đề luôn. Xe rất là khỏe với động cơ máy 2.5 đó, thì nhiên liệu của xe loanh quanh tầm khoảng chục lít trên 100 km các bác nhá. Chiếc này của em được mang tên là Daewoo Maglev, sản xuất năm 2004, số tự động. Đấy các bác nhá, đấy là thông tin của chiếc xe. Con này lúc mới của nó thì tương đối là nhiều tiền rồi. Và đây các bác nhìn này, phần mép cánh cửa này cao chỉ vẫn còn này, những cái con bu lông ốc vít của xe vẫn còn sáng vàng này, răng cửa đẹp này. Và táp ly cánh cửa, những cái phần táp ly này đi bằng chất liệu da vẫn còn rất là sáng đẹp luôn. Đấy, kính điện lên xuống êm nhẹ các bác nhá. Để mở cửa sẽ có cái đèn báo sáng ở đây. Đấy, vách cửa rất đàng hoàng này, không vấn đề gì các bác nhá. Đấy, và khóa cửa các bác nhìn xem vẫn còn vàng sáng vàng ươm này, cột kéo thứ cột zin này. Đấy, cột kéo thứ cột zin này. Đây các bác nhá. Đấy. Ghế đẹp cả bộ, ghế đẹp cả bộ luôn. Đấy. Sàn đẹp các bác nhá, mới bọc rồi. Đấy, táp lô đẹp như này luôn này. Bên em đang có một đôi nhá, một con nữa.
con này và con nữa. Các bác thích chiếc xe nào bên em đều để cho bác mình được. Với cái tầm tài chính nó quanh tầm khoảng trên dưới 100 triệu tí đi, thì bên em có dòng xe Ford Mondeo, dòng xe Ford Escape và dòng xe Maglus, rồi một số dòng xe khác nữa rất là nhiều. Với cái tầm tiền anh quanh trên dưới 100 triệu mà xuất động, bên em đang có tương đối là nhiều đấy. Các bác mình đến bên em thì cầu gì cũng mua được xe nhá. Tổng tất cả các loại bên em hiện tại đang có là gần 200 xe các bác nhá. Tha hồ cho mình chọn luôn. Vâng, và đây là phần tắt cái cửa tiếp theo nữa của xe. Các bác nhớ mình xem hết video các bác nhá. Đây, cái móc khóa này của xe vẫn còn đẹp, nó chỉ mốc màu trắng trắng thôi, mình cạo nó hết ngay các bác nhá. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe là nguyên zin hết. Đấy, ghế da đẹp cả bộ luôn, không rách chỗ nào cả. Đấy, nội thất sạch sẽ gọn gàng. Đấy, vách cửa ở đây rất ok luôn. Đấy, và trần của xe đây. Đấy, rất là mới luôn này. Và đây là phần phía sau các bác nhá. Đây, phần phía sau đây. Đấy, chỗ này có một cái đèn phủ tắp nô luôn này. Đấy, chỗ này có một cái tì tay luôn này. Đây. Kéo này ra để tì tay nhá. Đấy, nó hơi chặt một tí. Đấy, chỗ này đấy ạ. Gạt tàn thuốc lá đây này. Ok chưa ạ? Đẳng cấp luôn đúng không ạ? Cửa đóng êm nhẹ, tôn vỏ khung sườn, dòng này rất là dày, cứng chắc các bác nhá. Đây, đóng cửa lại cho các bác rồi này. Cửa đóng êm chưa, nhẹ chưa? Đấy, rất khít đều. Tiếp quay cả gầm nữa để có thấy là chiếc xe này của em nó không bị mục mọt gì các bác nhá. Đấy, thân vỏ đây. Dưới một màu, trên một màu đúng không ạ? Dòng Maglus nó như vậy. Đấy, thân vỏ căng đẹp. Form của xe còn rất là đều đặn. Đấy, đèn của xe có nhìn này, rất mới luôn này. Chiếc xe sedan hai đầu, cốp sau rất là to để đồ thoải mái khu vực phía sau luôn. Và phía sau đây các bác nhìn này, cũng đã được thiết kế một cái lipo rồi này. Và những có những cái mắt cảm biến chống va chạm đây rồi này. Đấy. Dòng này thì thường thường bên em vẫn bán là hơn 100 tí đây. Thế nhưng mà bác nào muốn vào việc thì chốt nhanh của bác mình thì dưới 100 tí cũng bán luôn các bác nhá. Đây. Không có chiếc xe nào mà nó này với cái tầm tiền dưới 100 triệu số động không. Con này xe VIP. Đấy. Thì ít có con nào được đẹp của con này lắm các bác ạ. Đấy nhá. Đấy, nó chuẩn, nó ok như thế này luôn này. Đấy, nó xịn sò như thế này luôn này. Đấy, gioăng cửa nó này coi như này. Đấy, rất là dẻo dai. Loại này ngày xưa nhiều tiền cho nên người ta thiết kế không tiếc những cái chất liệu xịn, những chất liệu đẹp người ta cho vào chiếc xe các bác nhá. Vì ngày xưa nó nhiều tiền cơ mà đúng không ạ? Bây giờ chỉ là mất cái đời thôi. Mất cái đời nó thấp thôi, chứ còn thì xe vẫn còn rất ok luôn này. Đấy. Vẫn rất ok luôn. Bỏ ra tí tiền như vậy thôi mình đã có thể làm mua được rồi. Đấy, các bác mình mua về đi làm, mua về đi thay xe máy, đi làm công nhân, đi đây đi đó, tránh mưa tránh nắng, rồi mình để làm sao cho nó an toàn, chở nhiều người. Đây, chiếc xe quá ok luôn các bác này. Đấy, các bác nhìn khóa. Đấy, khóa của nó vàng ươm luôn. Gioăng đẹp chưa? Đấy, vách cửa đẹp chưa? Rồi, đóng cửa cho bác xe này. Cửa đóng êm nhẹ luôn này. Đấy, kính này. Đây, những chiếc xe dành cho hộ nghèo. Hộ nghèo thì em còn một số dòng xe như là Matiz nữa, khoảng 40-50 triệu con thôi. Rất là ngon luôn các bác nhá. Ô tô năm nay nó quá rẻ rồi, các bác mình mua nhanh đi. Nói chung là chỉ là thời điểm này thôi các bác nhá, chứ còn để các bác mình mua cuối năm đấy ạ thì giá xe nó sẽ tăng. Nhưng mẫu này nó phải là trên 100 triệu thì các bác mới mua được. Còn bây giờ dưới 100 triệu mình không mua được đâu. Đấy. Xe đang rất là ngon lành luôn. Đấy, không có vấn đề gì các bác nhá, không lỗi lầm. Ngập nước đâm đụng nó không có. Và khi đóng cửa lại đây, các bác nhìn xem nốt cho em phần vỏ bên ngoài phía đây này, con này. Ok chưa? Quá led đúng không ạ? Quá led luôn, quá xịn sò luôn. Đây là lốc này. Và bây giờ là phần gầm xe nhá. Gầm đây. Gầm đây. Không bục bọt gì đâu nhá. Và bây giờ là máy nhá. Máy đây. Máy của xe thì chất luôn. Bên em đã test kiểm tra rồi. Máy đây thôi nhá. Vâng. Chi tiết khoang máy động cơ của chiếc xe đây, mời các bác mình cùng đón xem. Đấy, cabo lo lì vẫn còn đẹp nguyên này. Đấy, và khoang máy của xe vẫn còn rất là sáng này. Tương đối là mới này. Mình nhìn đi nhá. Đấy, ok chưa? Máy lổ thì thơm. Máy cực chất. Vâng, vậy là chiếc xe Maglus này em đã review quay cho bác xem xong đầy đủ rồi. Các bác liên hệ sớm theo ba số điện thoại hotline 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Các bác đến bên em thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, và kiểu gì các bác cũng sẽ mua được xe giá thành hợp lý, xe chất lượng bên em đã tuyển chọn chất lượng xe rồi.
Ở bên em có ship chuyển xe, giao xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển hoặc là làm công chứng cho bác bất cứ đâu toàn quốc các bác nhá. Và có đổi xe, các bác có xe máy hoàn toàn có thể đổi được chiếc xe này của bên em. Đấy. Bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng, giá tiền hợp lý nhất các bác nhá. Và các bác mình đang ngồi xem rảnh tay nhấn cho em xin những lần like như này ủng hộ em với, và những lần chia sẻ lên em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và để xem thêm video mới thì các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube này, theo dõi Facebook này, follow TikTok này, nhấn hình quả chuông bên cạnh nữa để mỗi khi em đăng xong lên các bác sẽ nhận được sớm, nhận được ngay, không bỏ lỡ video các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ. Bây giờ thì em xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào video sau.